góc độ này các bạn. Giờ chừa lại lỗ hồi nãy giờ cắt tay suốt các bạn ơi. Tranh thủ chạy không biết tranh thủ luôn. Rồi giờ xuống phà luôn các bạn. Wow, ghê quá. Ê, cái chẹt hơi nhỏ các bạn ơi. Xuống nó hơi
tới anh Tài mới kéo xuống các bạn ơi. Tài máy kéo này ra ruộng nạp hu hu đã lắm các bạn. Nạp ghê lắm ạ. Chơi lúc ngoài điện á, anh ta chạy xuống, ta chạy vòng xuống ra mới á. Làm gì chứ? Kiếm đó à. Kiếm cảnh thế vậy, tao tính qua phà cá mới luôn, đâm ngang ngay luôn, bỏ dòng do nó ngon xa xui nó thôi. Thế vậy tao mới kiếm điện đâm ngang qua dữ liệu, lúc mà điện là tao đâm gần tới dữ liệu rồi. Xuống đây cái qua phà cái đầu mẹ gặp cái xe gã dịch đó, đi chung phà đó, đeo cho nó bắn luôn mới lâu chứ. Như không sao chạy xuống đây bến là chạy qua làm gì lâu chứ. Xe chở dịch có chút xíu à, còn xe tải nhỏ đó. Phà nhỏ mà xuống máy bự hơi lóc chóc các bạn. Ừ. Qua chung băng với em bển á. Vậy đó hả? Bữa nay có cắt không? Này. Nó có chưa đi mà. Nó đi qua cắt luôn mà. Qua bển cắt luôn á, hiểu không? Chứ không phải là qua cắt liền, ừ. Qua chung coi luôn hả? Chạy chung bến luôn hả? Ừ. Mà hôm qua nó chạy ít à, em không có chạy. Xuống nhắc đứt ra. Má, đứt xe lộn. Cả cái nào?